Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Tôi là Hồng Anh. Hôm nay thứ Tư ngày 14 tháng 9 năm 2016, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nghiên cứu mới đây của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc cho thấy phụ nữ là đối tượng dễ bị tổn thương, mắc nhiều bệnh tật hơn nam giới khi về già. Khó khăn trong việc ngăn chặn nạn tảo hôn tại các địa phương vùng sâu, vùng xa. Ngư dân ngày càng cảm thấy an toàn hơn khi hoạt động trên biển nhờ sự có mặt của lực lượng cứu hộ cứu nạn. Trong phần tin quốc tế, trồng rừng bằng nguồn nước thải để phủ xanh sa mạc. Anh, số người trẻ mắc ung thư tăng 40% so với 18 năm về trước. Thưa quý vị và các bạn, toàn cầu hóa và đô thị hóa, lối sống không lành mạnh như là hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia, ăn uống không hợp lý, ít vận động thể lực, đó là các yếu tố nguy cơ dẫn đến bệnh không lây nhiễm. Điều đáng lo ngại là các bệnh dạng này ngày càng tăng cao. Việt Nam hiện đang là nước có tỷ lệ người mắc các bệnh không lây nhiễm cao gấp 2,4 lần tỷ lệ người mắc các bệnh lây nhiễm. Theo điều tra được Bộ Y tế công bố, tỷ lệ mắc các bệnh truyền nhiễm đang giảm thì tỷ lệ mắc các bệnh không lây nhiễm ngày càng gia tăng, cụ thể là từ 40% vào năm 1986 lên 60% năm 2006 và 71,6% vào năm 2012. Mỗi năm ước tính Việt Nam có khoảng 500.000 ca tử vong, trong đó 75% là do các bệnh không lây nhiễm, đứng đầu là tử vong do tim mạch, sau đó là các bệnh lý ung thư, đái tháo đường và bệnh hô hấp mãn tính. Theo Bộ Y tế, sự gia tăng của các bệnh không lây nhiễm gây ra sự gia tăng nhanh chóng chi phí khám chữa bệnh và quá tải bệnh viện, bởi hầu hết các bệnh không lây nhiễm không thể chữa khỏi, khi đã mắc thì sẽ phải điều trị suốt đời. Trong khi chi phí điều trị cho các bệnh không lây nhiễm trung bình cao gấp 40 đến 50 lần so với điều trị các bệnh lây nhiễm do đòi hỏi kỹ thuật cao, thuốc đặc trị đắt tiền, thời gian điều trị lâu và dễ bị biến chứng. Vì thế, để có thể phòng tránh được hiệu quả các căn bệnh không lây nhiễm, người dân cần chú ý kiểm soát các yếu tố nguy cơ như là hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia, dinh dưỡng không hợp lý, ít hoạt động thể lực. Thưa quý vị, thời gian gần đây những ca cúm nặng lại xuất hiện rải rác, hầu hết trong số này đều nhập viện trong tình trạng nguy kịch và phải điều trị tích cực. Nếu như trước đây cơ hội sống sót của bệnh nhân cúm bị suy đa phủ tạng là rất thấp, thì nay tỷ lệ này đang được nâng cao rõ rệt nhờ một công nghệ mới, đó là công nghệ tim phổi nhân tạo ECMO. Một bệnh nhân quốc tịch Malta đi du lịch tại Việt Nam bị nhiễm cúm B với các biểu hiện thông thường như sổ mũi, đau đầu, sốt. Tại thời điểm nhập viện, bệnh nhân bị suy hô hấp nặng, phim chụp phổi đã trắng xóa, chức năng hô hấp gần như không còn. Dù đã được thở máy cao tần hiện đại, nhưng bệnh nhân không đáp ứng thở máy, phổi rất xấu, suy hô hấp đe dọa tính mạng. Ngay lập tức, các bác sĩ khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội phải dùng đến vũ khí cuối cùng, đó là hệ thống tim phổi nhân tạo tại giường ECMO. Sau hơn 10 ngày điều trị, sức khỏe đã hồi phục, bệnh nhân tỉnh táo và vừa được xuất viện. Đây là một trong nhiều ca bệnh thập tử nhất sinh được hồi sinh kỳ diệu nhờ công nghệ ECMO. Cái máy này nó sẽ thay cho cả tim và cả phổi của chúng ta trong trường hợp tim hoặc phổi hoặc cả hai bị ốm nặng không thể tồn tại được nữa. Thì nguyên lý của đó là trước hết là phải có các cái đường vào mạch máu rất là lớn. Các bạn đã quan sát thấy trên màn hình. Các đường người ta có thể rút máu ra tới 4 đến 5 lít trong một phút. Đòi hỏi các cái ống rất là lớn đưa vào cơ thể, đặc biệt là đặt vào các mạch máu lớn. Ví dụ đặt vào các động mạch chủ tĩnh mạch chủ bụng hoặc tĩnh mạch chủ trên ở gần vị trí đổ vào tim, giống như thay tim chúng ta. Mà trong trường hợp mà phổi tổn thương nặng quá, mặc dù chúng ta đã cho thở oxy hoặc dùng máy thở để hỗ trợ và thay thế, tuy nhiên mà cái phổi tổn thương nặng quá không thể oxy từ máy vào đến phế nang, không thể vào máy được và trong máu chúng ta được, thì chúng ta bắt buộc vẫn phải dùng công nghệ này. Từ khi công nghệ tim phổi nhân tạo tại giường ECMO được áp dụng tại Bệnh viện Bạch Mai, nhiều bệnh nhân nhiễm cúm B, cúm AH1N1, thậm chí là cúm AH5N1 nguy hiểm đã được cứu sống với tỷ lệ là hơn 50%. Cũng như các bạn biết, chúng tôi đã làm kỹ thuật này với chi phí tùy từng trường hợp chỉ bằng 1/5 và 1/10 so ở nước ngoài. Tuy nhiên, so với thu nhập của người Việt Nam mình thì vẫn là cao. Mà hiện nay bảo hiểm chi trả cũng khá nhiều rồi đấy, cũng phải tầm vài trăm triệu. Riêng kỹ thuật ECMO này thì người ta vẫn đang đồng ý về mặt nguyên tắc, nhưng mà thực hiện thì chưa. Chúng tôi hy vọng ở trong thời gian tới thì bảo hiểm sẽ tham gia và chi trả sẽ đỡ gánh nặng cho bệnh nhân. Hiện nay mỗi ca chạy ECMO tốn kém khoảng từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng. Trung bình mỗi ngày bệnh nhân phải chi trả từ 30 triệu đến 50 triệu đồng. Thời gian chạy ECMO khoảng 1 tuần đến 2 tuần tùy bệnh cảnh. Theo các bác sĩ, chi phí này đã giảm 10 lần so với thế giới. Tuy nhiên, đối với người Việt Nam thì đó vẫn là khoản chi vô cùng đắt đỏ và cần sự chi trả của bảo hiểm y tế. Nghiên cứu mới đây nhất của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc cho thấy phụ nữ chính là đối tượng dễ bị tổn thương, mắc nhiều bệnh tật hơn nam giới khi về già. Cụ thể, theo Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, phụ nữ có khả năng mắc các bệnh mãn tính cao hơn và dễ rơi vào cảnh nghèo khó, bấp bênh hơn nam giới. Trong điều kiện đó, phụ nữ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc chi trả cho các dịch vụ chăm sóc y tế cần thiết. Ngoài ra, phụ nữ nghỉ hưu sớm hơn nhưng sống lâu hơn nam giới, khiến họ dễ bị rơi vào cảnh quá bụa và lương hưu nếu có cũng không đủ chi trả cho nhu cầu. Mặt khác, các nhu cầu về chăm sóc sức khỏe, cả về vật chất và tinh thần của một cá nhân khó có thể được đáp ứng khi sống một mình. Do đó, các chương trình phúc lợi xã hội, chính sách lao động và chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi cần được thiết kế phù hợp về giới để đảm bảo công bằng cho phụ nữ. Trong khi đó, theo Bệnh viện Lão khoa Trung ương, phụ nữ cao tuổi có thể trung bình mắc 6,9 bệnh, trong đó chủ yếu là bệnh mãn tính như đái tháo đường, tăng huyết áp, thoái hóa khớp, ung thư, đột quỵ, cần nhiều thời gian điều trị hay thậm chí phải điều trị suốt đời. Liên quan tới những nghịch lý được báo chí phản ánh về 80.000 người nghèo, người cận nghèo ở Thành phố Hồ Chí Minh chưa có thẻ bảo hiểm y tế, trong khi quỹ bảo hiểm y tế ở Thành phố Hồ Chí Minh đang thừa khoảng 220 tỷ đồng, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định sẽ hỗ trợ 30% mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế 155.000 người cận nghèo. Theo Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2015, quỹ bảo hiểm y tế kết dư hơn 1.141 tỷ đồng. Thành phố Hồ Chí Minh được giữ lại 20%, tức là 228 tỷ đồng. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến thời điểm này, toàn thành phố có gần 80.000 người nghèo diện 3A, vừa cận nghèo thu nhập, vừa nghèo đa chiều. Và người cận nghèo chưa có thẻ bảo hiểm y tế, mệnh giá 653.400 đồng một thẻ trong vòng 12 tháng. Những người thuộc diện này, ngân sách chi 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm, người dân phải đóng 30% còn lại, khoảng 196.000 đồng. Ủy ban nhân dân thành phố đồng ý hỗ trợ 30% mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế cho toàn bộ gần 80.000 người nghèo 3A, người cận nghèo trong 3 tháng cuối năm 2016 và hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế nguyên năm 2017 cho 155.000 người nghèo 3A, người cận nghèo. Tảo hôn vẫn là một trong những vấn nạn đáng lo ngại của xã hội hiện nay, cũng là thách thức lớn đối với công tác dân số ở nước ta nhiều năm vừa qua. Dù công tác tuyên truyền nhằm hạn chế tình trạng tảo hôn ở các xã miền núi, nơi có đông đồng bào dân tộc đã được đẩy mạnh, tỷ lệ tảo hôn tuy có suy giảm, nhưng tại nhiều khu vực vùng cao, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhiều em gái còn ở tuổi học sinh muốn lấy chồng sớm để có người chia sẻ, cùng gánh vác lo toan cuộc sống. Chính vì thế mà việc hạn chế nạn tảo hôn đang gặp rất nhiều khó khăn do chính nhận thức của người dân tại đây. Ghi nhận tại xã vùng cao Phước Bình, huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận, nơi có đồng bào dân tộc Gia Rai sinh sống. Mới 17 tuổi, nhưng em Catơ Thị Hách ở xã Phước Bình, huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận đã sinh con đầu lòng. Do mồ côi cha mẹ từ sớm, cuộc sống rất khó khăn. Khi anh trai đi lấy vợ, sau mấy năm thì Catơ Thị Hách và mấy đứa em được chị dâu đưa về nhà nuôi cho ăn học. Học đến lớp 8 thì Hách bỏ học và lấy chồng. Khi đó em 16 tuổi. Tại vì quá khó khăn, vì em đi học lúc 8 mà không có học nữa, bỏ học nó lấy chồng. Có khuyên nó rồi mà nó không chịu nghe. Gia đình bà Pupua Thị Phin đang có 3 thế hệ cùng chung sống và đều lấy chồng ở tuổi tảo hôn. Bà Phin thuộc thế hệ trước nên lấy chồng ở tuổi 14, rồi đến con gái bà Phin là Pupua Thị Lệ cũng lấy chồng từ khi 16 tuổi. Đến năm nay, cháu ngoại của bà Pupua Thị Huệ cũng vừa mới bắt chồng ở tuổi 16. Thì năm nay thì con gái đò thì được 16 tuổi. 16 tuổi rồi nó không chịu học, thì nó học cũng được, nó bỏ học rồi nó bắt chồng. Pua Thị Huệ mới cưới chồng được hồi đầu năm 2016. Hiện hai vợ chồng Huệ sống chung với bà ngoại, bố mẹ đẻ và các em còn nhỏ. Không đi học nữa, đôi lúc Huệ cảm thấy nhớ bạn bè, thầy cô. Em cũng rất thích học và nhiều năm liền đạt thành tích học tập khá. Nhưng vì đã quá yêu người con trai đó rồi và muốn cưới chồng nên em đành bỏ học. Họ yêu sớm quá nên cái hôm sớm có nhiều cặp thì quan hệ trước hôn nhân nên dẫn đến việc kết hôn sớm. Thôn Gia É, xã Phước Bình có 173 hộ dân thì hiện có 12 trường hợp tảo hôn và 58 hộ sinh con thứ ba. Trong đó năm 2015 có 10 hộ tảo hôn và đầu năm 2016 có thêm 2 hộ tảo hôn. Độ tuổi tảo hôn trung bình là 16 đến 17 tuổi. Các em đang học lớp 11, 12 thì bỏ học lấy chồng. Có thôn có tới 5 trường hợp bỏ học để lấy chồng. Tình trạng tảo hôn này cũng so với toàn tỉnh, nói chung là cái chỉ tiêu này là cao nhất. Chính vì thế mà từ Sở Y tế đã chỉ đạo Chi cục Dân số triển khai cái công tác này, thì chủ yếu là tập trung tuyên truyền, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt nhóm. Khó khăn nhất trong công tác tuyên truyền nạn tảo hôn ở vùng sâu, vùng xa nói chung chính là nhận thức của các bậc phụ huynh và bản thân các em. Và xã Phước Bình, huyện Bắc Ái cũng là một trong số rất nhiều những địa phương vùng cao khác đã đang phải tiếp tục đối phó với tình trạng tảo hôn như hiện nay. Thưa quý vị, nhằm hạn chế những tác động đến môi trường, mới đây thì Văn phòng Chính phủ đã có thông báo về ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc kiên quyết đóng cửa những nhà máy thép không đáp ứng được quy chuẩn môi trường. Phó Thủ tướng giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, kiểm tra việc tuân thủ các yêu cầu về môi trường của các nhà máy thép, xử lý nghiêm kể cả việc dừng hoạt động hoặc đóng cửa các nhà máy không đáp ứng được quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Năm 2015, Việt Nam đã trở thành nước tiêu thụ nhiều thép nhất trong các nước Đông Nam Á. Hệ thống sản xuất và phân phối đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu thép xây dựng của cả nước, khoảng 6 triệu tấn thép xây dựng trong tổng số nhu cầu là 20 triệu tấn thép. Tuy nhiên, nhiều nhà máy được xây dựng với kỹ thuật công nghệ lạc hậu, chất thải chứa nhiều hóa chất độc hại, gây ô nhiễm môi trường và bức xúc rất lớn cho người dân địa phương. Ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường được Việt Nam đưa vào mục tiêu phát triển quốc gia. Bên cạnh những dự án quy mô lớn của nhà nước, các tổ chức quốc tế có nhiều những sáng kiến xanh, quy mô nhỏ nhưng đã đem lại những kết quả lớn. Những sáng kiến này đã được thực hiện ở hầu hết các điểm nóng về tài nguyên và môi trường trên khắp cả nước, được Cơ quan Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP tại Việt Nam đánh giá cao. Đây là mô hình sản xuất nước mắm, ứng dụng năng lượng mặt trời ở Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Nó có tên gọi dự án Nước mắm Hà Tĩnh do Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Hà Tĩnh thực hiện. Và cái công nghệ này thì gồm có hai phần chính. Một là cái thùng chứa cá, thứ hai là hệ thống tẩm thu năng lượng mặt trời. Khi cắm điện thì là nước từ trong cái bể chợp thùng chứa chảy qua cái tẩm thu năng lượng mặt trời. Và ở đấy là nhiệt độ được đẩy cao, đảm bảo cho quá trình lên men để tạo nước mắm. Và nó vận hành liên tục trong một quy trình khép kín, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, giảm thời gian sản xuất nước mắm xuống 1/3. Thứ hai là giảm triệt để nhân công lao động, 2/3 nhân công là được giảm, khắc phục tối đa cái ô nhiễm môi trường. Sản phẩm nước mắm nó đạt thương hiệu, đạt đảm bảo cái chất lượng, màu sắc, hương vị. 15 sáng kiến xanh, bao gồm sáng kiến của dự án Nước mắm Hà Tĩnh, được chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP đánh giá cao về tính ứng dụng, cũng như hiệu quả trong buổi triển lãm về nhân rộng các sáng kiến này. Triển lãm này do chính UNDP tổ chức mới đây tại Hà Nội. Nhiều chuyên gia nhận định đây là những sáng kiến cần thiết để cải tạo sinh kế của cộng đồng, đồng thời giúp họ thích nghi với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Những sáng kiến này sẽ phát huy hiệu quả để tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường sinh thái. Điều này quan trọng bởi từ hiệu quả nhỏ sẽ cộng hưởng thành kết quả lớn hơn. Chúng tôi thực sự hy vọng những dự án này sẽ được phát huy một cách hiệu quả trong cộng đồng, phục vụ chính cộng đồng. Chúng tôi sẽ hỗ trợ để những dự án như thế này có thể triển khai trong thực tế, nhân rộng trong cộng đồng. Nhiều sáng kiến khác cũng rất có ích trong việc bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, như sáng kiến đèn LED cho tàu cá, hướng tới nền kinh tế biển xanh, mô hình điện gió sông Hồng. Nhìn chung, những dự án đã tập trung vào việc khai thác các ưu điểm hàng đầu của Việt Nam phù hợp với nền kinh tế và cần được nhân rộng trong thời gian tới. Sau khi tiếp nhận hai chiếc tàu hộ vệ Gepard đầu tiên với tên gọi là Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ, Việt Nam sẽ tiếp tục được bàn giao hai tàu hộ vệ lớp Gepard 3.9 ngay trong năm 2017, theo nguồn tin của giới công nghiệp quốc phòng Nga. Gepard 3.9 là cặp tàu hộ vệ tên lửa thứ hai được Việt Nam ký kết hợp đồng chế tạo vào năm 2012. Cặp tàu hộ vệ này được Việt Nam đặt đóng với ý định nâng cao sức mạnh tác chiến chống ngầm nên được trang bị thêm nhiều hệ thống trinh sát, phát hiện và cả các vũ khí chống ngầm mạnh mẽ. Trước đó, Việt Nam đã nhận cặp tàu Gepard đầu tiên thuộc lớp Project 11661 được Việt Nam đặt mua của Nga vào năm 2006 và đã nhận hồi năm 2011, năm 2012. Sau khi được biên chế cho Hải quân Việt Nam, chúng đã được trao số hiệu 011 tàu Đinh Tiên Hoàng và 012 tàu Lý Thái Tổ. Vào cao điểm mùa mưa bão, những tín hiệu cầu cứu khẩn cấp từ biển cả vẫn liên tục được truyền về đất liền. Không ngại hiểm nguy, gian khó, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã nhanh chóng lên đường thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn. Tròn 10 năm sau thảm họa bão Chanchu, công tác tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ trên biển đã được đầu tư và nâng cao hơn rất nhiều. Cũng chính vì thế mà những ngư dân yên tâm bám biển dài ngày tại những ngư trường truyền thống, góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Thuyền trưởng Tô Thanh Quang trên con tàu BD 97598 TS vẫn nhớ như in thời điểm mưa gió, tàu hỏng máy giữa biển khơi và phải nhờ đến sự cứu hộ khẩn cấp từ đất liền. Họ sẽ mãi không bao giờ quên hình ảnh cán bộ chiến sĩ không ngại nguy hiểm, sóng gió, lao vào tâm bão để cứu tàu, cứu người. Trong khi bị nạn, tàu chúng tôi đã bị chết mấy trong thời điểm lúc đó thì gió cấp 7, cấp 8, dọc cấp 9. Trong đó khi đó thì tôi điện cho lực lượng cứu hộ cứu nạn bể 966. Các chiến sĩ rất kịp thời, rất nhanh chóng và đưa chúng tôi vào bờ rất nhanh. Tôi rất biết ơn và rất biết ơn các chiến sĩ đã cứu chúng tôi. Là địa phương có nhiều tàu đánh bắt xa bờ nhất cả nước, nên cũng dễ lý giải việc có nhiều phương tiện gặp nạn trong thời gian vừa qua. Những thuyền viên trên tàu BD 97598, BD 95418, BD 97044 như sinh ra một lần nữa khi được hỗ trợ kịp thời lúc hiểm nguy trên biển. Không chỉ thiên tai địch họa, ai cũng hiểu rằng ở nơi cách đất liền hàng nghìn cây số, chỉ cần một cơn đau bất thường nếu không được cấp cứu cũng có thể cướp đi tính mạng của ngư dân. Đang đánh bắt ở trên biển thì đột nhiên bị ho ra máu và cảm thấy trong người là mệt, không làm được nữa thì vô nằm nghỉ. Chủ tàu thấy vậy sợ tình trạng nguy kịch nên mới điện vào bờ là nhờ lực lượng cứu nạn ra thì lực lượng cứu nạn tàu sách 412 để nhanh chóng kịp thời ra cứu tôi vào bờ để cấp cứu. Bởi vì hàng năm thì bình quân số lượng tàu thuyền mà có tai nạn trên biển là trên 150 tàu, tức là có những sự cố. Cái ưu tiên số 1 là chúng tôi sẽ chủ yếu là các cái tàu trong tổ đội đoàn kết, họ sẽ tự cứu hộ và cứu nạn của những cái tàu mà trong cái tổ đội đoàn kết của họ, bởi vì khi đó họ đánh bắt rất là gần. Cái thứ hai là chúng tôi báo cáo với cái văn phòng tìm kiếm cứu nạn để trên cơ sở đó thì văn phòng sẽ làm việc với các cái đơn vị có liên quan để mà điều các cái tàu để mà ra cứu hộ cứu nạn. Với bờ biển dài 3.260 km trải qua 28 tỉnh thành, công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển gặp không ít khó khăn. Từ sau thảm họa bão Chanchu năm 2006 làm 266 ngư dân thiệt mạng, công tác tìm kiếm cứu nạn xa bờ đã được chú trọng hơn rất nhiều, nhất là khi có một cơ quan làm đầu mối, chỉ huy tất cả các lực lượng là Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn. 5 năm qua, các lực lượng của quân đội đã kịp thời cứu được 16.935 người và 1.294 phương tiện. là cả một sự hỗ trợ lớn của nhà nước, nỗ lực của nông dân. Cho đến bây giờ chúng ta về cơ bản là có được cái hệ thống thông tin, định vị cho từng thuyền, định vị cho từng ngư trường và kiểm soát đến từng thuyền một ở vùng nào. Và bây giờ khi mà sẽ xảy ra như thế thì chúng ta có được một cái việc mà gọi là cứu hộ cứu nạn, có địa chỉ, có mục tiêu. Trong những năm vừa qua thì cái việc tìm kiếm cứu nạn trên biển đạt cái hiệu quả rất cao mà được nhân dân trong nước là tin tưởng. Trong đó cái lực lượng của quân đội vẫn giữ là cái lực lượng nòng cốt mà là cái điểm tựa thật là vững chắc cho ngư dân bám biển, đánh bắt hải sản cũng như là các hoạt động kinh tế biển khác. Ngày trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ là niềm hạnh phúc của những người bà, người mẹ, người con chờ đợi mòn mỏi ở quê nhà, là niềm vui đoàn tụ gia đình của mỗi ngư dân, cũng chính là niềm hạnh phúc của các cán bộ chiến sĩ không quản ngày đêm vượt trên những con sóng dữ để làm nhiệm vụ cứu người, cứu tàu thuyền. Chuyển sang phần tin quốc tế, cuộc khủng hoảng nhập cư ở châu Âu đang ngày càng trở nên tồi tệ và khiến các chính đảng của Đức bất đồng sâu sắc. Nếu như Thủ tướng Đức Angela Merkel đang bị chỉ trích vì chính sách nhập cư mềm mỏng, thì mới đây các chính đảng khác đã đề xuất chính sách người tị nạn theo hướng cứng rắn và trái ngược với các biện pháp đang được bà Merkel theo đuổi. Theo đó, thì một dự thảo dày 5 trang do Liên minh xã hội Cơ đốc giáo, đảng liên kết với Liên minh dân chủ Cơ đốc giáo đề ra cho biết, đảng này yêu cầu chính phủ liên bang cần siết chặt hơn nữa chính sách người tị nạn và di cư, đồng thời phản đối việc một nước Đức cởi mở với làn sóng người di cư và tị nạn. Theo đó, Liên minh xã hội Cơ đốc giáo yêu cầu cấm sử dụng trang phục trùm đầu burka và trùm kín mặt niqab ở nơi công cộng, cho rằng những trang phục này gây trở ngại lớn cho việc hội nhập và là biểu hiện của việc hạ thấp người phụ nữ, không thể chấp nhận trong văn hóa Đức. Điểm thứ hai theo đề nghị của Liên minh xã hội Cơ đốc giáo là không miễn thị thực cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ vào Liên minh châu Âu, dù đây là một phần trong thỏa thuận giữa Brussels và Ankara về kiềm chế người tị nạn vào EU. Tiếp đó là xóa bỏ quy chế quốc tịch kép, điều cũng bị coi gây trở ngại cho tiến trình hội nhập, xây dựng luật kiểm soát và hạn chế di cư thay vì luật di cư, thực hiện bình đẳng giới. Theo đó, không được từ chối tiếp xúc hoặc làm việc với nữ bác sĩ, nữ cảnh sát và nữ giáo viên vì vấn đề giới tính. Theo dự thảo, Liên minh xã hội Cơ đốc giáo một lần nữa kêu gọi chính phủ Đức phải áp đặt mức trần tiếp nhận người tị nạn tối đa là 200.000 người một năm, cho rằng điều này sẽ tạo thuận lợi cho hội nhập, tình hình an ninh cũng như sự chấp nhận của người dân Đức. Bên cạnh đó, Liên minh xã hội Cơ đốc giáo cũng yêu cầu cho hồi hương các trường hợp không phải người tị nạn, tiến hành kiểm soát ra vào biên giới một cách nghiêm ngặt và hiệu quả hơn, cũng như áp dụng một hệ thống đăng ký thống nhất đối với các trường hợp ra vào châu Âu. Sinh ra và lớn lên trong bạo lực, chiến tranh là một trong những điều bất hạnh nhất đối với những đứa trẻ trên toàn thế giới. Không chỉ cướp đi sinh mạng của hàng triệu con người, theo ước tính của Quỹ Nhi đồng Thế giới UNICEF, chiến tranh, xung đột, bạo lực còn khiến cho ít nhất gần 50 triệu trẻ em trên toàn thế giới đã phải chạy trốn khỏi chính quê hương của mình. Hình ảnh em bé Aylan Kurdi chết đuối trôi dạt vào bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ, hay hình ảnh cậu bé Omran Daqneesh mặt dính đầy máu và bụi bẩn sau cuộc không kích đã khiến cả thế giới phải chấn động và lên án tội ác của chiến tranh. Tuy nhiên, đây chỉ là hai trong số rất nhiều những em bé trên thế giới đang phải hứng chịu sự ác liệt của chiến tranh. Theo UNICEF, ước tính có 28 triệu trẻ em phải rời bỏ quê hương vì chiến tranh và xung đột hoặc thiếu nguồn viện trợ nhân đạo. Bên cạnh đó, khoảng 20 triệu trẻ em khác lại phải rời khỏi nhà vì những lý do khác nhau như bạo lực của các băng đảng tội phạm hoặc nghèo đói cùng cực. Các tổ chức nhân quyền thế giới ước tính số lượng trẻ vị thành niên vượt qua biên giới trái phép vào năm 2015 cũng tăng gấp 3 lần so với năm 2014. Theo đó, UNICEF kêu gọi chính phủ các nước chấm dứt tình trạng giam giữ trẻ em di cư và tìm kiếm tị nạn, đồng thời tránh việc tách chúng khỏi gia đình, cũng như giúp những đứa trẻ tiếp cận được nguồn viện trợ nhân đạo và dịch vụ y tế. Thưa quý vị, trước đây gần một năm đã từng có thông tin là quân đội Mỹ đang nghiên cứu chế tạo hoverboard. Đây là dự án phương tiện bay dành cho một người với tên là phương tiện trinh sát chiến thuật. Năm nay, quân đội Mỹ đã đưa ra những thông báo mới về phương tiện này và cho biết họ đang lên kế hoạch đưa nó ra thử nghiệm thực tế. Tên của chiếc mô tô bay này đã được thay đổi dài hơn một chút là phương tiện tiếp tế trên không chiến thuật chung. Đây là loại phương tiện bay 4 cánh quạt, gần giống như là thiết kế của những chiếc drone, nhưng đủ chắc chắn để một người ngồi lên. Theo các chuyên gia, đây chỉ là bản mẫu, nhưng cũng có thể thấy nó có thiết kế khá là bắt mắt và giống với một số drone khổng lồ có người lái từng được một vài người thực hiện trước đó. Chưa rõ khi nào thì quân đội Mỹ mới đưa thiết bị này vào sử dụng thực tế, nhưng chỉ tưởng tượng đến cảnh binh lính bay vèo vèo như là trong phim thì đã thấy rất thú vị rồi. Sa mạc hóa ngày càng trở thành một vấn đề nghiêm trọng vô cùng đối với rất nhiều quốc gia ở châu Phi. Nhằm đối phó với vấn đề đau đầu này, một nhóm nhà nghiên cứu của Ai Cập và Đức đã cùng nhau tìm ra một biện pháp vô cùng hiệu quả, đó chính là phủ xanh các sa mạc với những cánh rừng được nuôi trồng từ chính nguồn nước thải. Rừng trên sa mạc Serapium nằm gần Ismailia, cách thủ đô Cairo khoảng 2 giờ lái xe, là kết quả của sự hợp tác nghiên cứu giữa các nhà khoa học Ai Cập và Đức bắt đầu từ những năm 1990. Tại Ai Cập, các sa mạc ngày càng mở rộng cũng một phần lớn là do tình trạng không có mưa trong thời gian dài. Theo đó, nhóm nhà nghiên cứu đã tận dụng nguồn nước thải sinh hoạt như một giải pháp tối ưu cho vấn đề tưới tiêu của hệ thống rừng trên sa mạc. Sử dụng một nhà máy xử lý nước thải với hệ thống lọc cơ khí và xử lý sinh học, các nguồn nước thải đã trở thành một nguồn nước chứa các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây phát triển. Không chỉ ngăn chặn sa mạc hóa, chúng tôi còn muốn mang lại lợi ích kinh tế tốt nhất có thể. Do đó, thay vì trồng gỗ bình thường, chúng tôi quyết định trồng các loại gỗ quý. Chỉ trong vòng 15 năm qua, những cánh rừng đã sẵn sàng cho thu hoạch với sản lượng vào khoảng 350 mét khối gỗ một hectare. Các nhà nghiên cứu đã thấy rằng chính cường độ ánh sáng mặt trời lớn cùng với các chất dinh dưỡng trong nguồn nước thải qua xử lý đã giúp cho cánh rừng sa mạc Ai Cập phát triển nhanh gấp 4 lần so với ở Đức. Hiện các nhà nghiên cứu đang nỗ lực mở rộng dự án trồng rừng trên sa mạc ra nhiều nơi khác ở Ai Cập cũng như các nước khác trên thế giới. Thưa quý vị, các chuyên gia Anh Quốc mới đây đã đưa ra lời cảnh báo cực kỳ đáng lo ngại. Trẻ em và thanh thiếu niên mắc ung thư đang ngày một gia tăng. Trong đó, số trường hợp người trẻ được chẩn đoán ung thư đã tăng tới 40% so với 18 năm về trước. Theo đó, các nhà nghiên cứu thuộc Quỹ Trẻ Em với căn bệnh ung thư của Anh đã nhận thấy, so với năm 1998, mỗi năm số người trẻ mắc ung thư đã tăng thêm 1.300 trường hợp. Nổi bật nhất trong số này là độ tuổi từ 15 đến 24. Nhóm chuyên gia đã đưa ra một kết luận khiến tất cả phải ngạc nhiên. Chính cuộc sống hiện đại là thủ phạm, xã hội ngày càng hiện đại hóa, tất nhiên đời sống của con người cũng tốt hơn. Thế nhưng điều này cũng đem lại những tác dụng phụ không mong muốn như ô nhiễm không khí, thực phẩm sử dụng nhiều hóa học và nhiễm phóng xạ. Chế độ ăn của người trẻ ngày nay cũng thiếu lành mạnh hơn. Tất cả gộp lại đã khiến cho số ca ung thư tăng lên chóng mặt. Theo tiến sĩ Dennis Hansol, giảng viên tại Đại học Bristol, Anh, ô nhiễm không khí là thủ phạm chính, chịu trách nhiệm cho 40% số ca ung thư tăng thêm. Ngoài ra còn các yếu tố khác như thuốc trừ sâu trong thực phẩm, thói quen hút thuốc, nhiễm xạ khi chụp X-quang. Khi dựa vào các dạng ung thư ở trẻ em như bệnh bạch cầu thì không còn nghi ngờ gì nữa, ô nhiễm môi trường chính là thủ phạm. Hiện tại mỗi năm có hơn 4.000 trẻ em và thanh thiếu niên tại Anh được chuẩn đoán mắc ung thư. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây tử vong chính ở trẻ em dưới 14 tuổi. Dù rằng số trường hợp sống sót cũng tăng lên khá nhiều, nhưng phương thức điều trị ung thư quá khắc nghiệt cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai của trẻ. Với khoảng 7 triệu người nhiễm HIV, Nam Phi trở thành quốc gia có số người sống chung với căn bệnh thế kỷ này cao nhất trên thế giới. Và để ngăn chặn số lượng người nhiễm ngày càng tăng cao, chính phủ nước này đã quyết định triển khai chương trình điều trị HIV miễn phí cho tất cả người dân. Trước đây, loại thuốc miễn phí này chỉ được cung cấp cho những người đã bị suy giảm hệ miễn dịch và không có khả năng chống chọi với virus HIV. Hiện đã có khoảng 3,4 triệu người được cấp thuốc miễn phí mỗi ngày để ngăn cản sự phát triển của virus HIV thành AIDS, đồng thời để có thể duy trì lượng tế bào bạch cầu cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, kể từ tháng 9 này, tất cả những người nhiễm HIV/AIDS đều được cấp thuốc và điều trị miễn phí. Chương trình chăm sóc sức khỏe miễn phí này vừa là cơ hội, vừa là thách thức. Đối với chúng tôi, bên cạnh việc giúp nhiều người có cơ hội chữa bệnh, nó còn yêu cầu chính phủ phải lập ra một quỹ khá lớn để duy trì dự án này. Theo đó, nhiều tổ chức từ thiện địa phương cũng lo ngại rằng liệu chính phủ có đủ khả năng để duy trì chương trình điều trị HIV miễn phí này hay không khi mà số người nhiễm bệnh đang ngày một tăng thêm. Hiện ước tính chi phí cho kế hoạch trong riêng năm nay có thể lên tới 66 triệu đô la Mỹ. Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã gửi những tài liệu hướng dẫn xét nghiệm và điều trị HIV/AIDS nhằm giúp kế hoạch lớn này của Nam Phi thu được những kết quả khả quan, góp phần ngăn chặn đại dịch HIV/AIDS trên toàn thế giới. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin Nhật ký cuộc sống hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.